Xin chào cả nhà đã đến với kênh. Hôm nay Dung đi qua cái khu vực này có cái tên là ZQ nha cả nhà. Đó cả nhà thấy chỗ trước mặt Dung không? Cái chữ màu xanh đó là ZQ. Nó nằm ở trong khu vực Chu Đông nha cả nhà. Thì cái trung tâm này nó cũng rất là lớn. Xin chào cả nhà đã đến với kênh. Hôm nay Dung đi qua cái khu vực này có cái tên là ZQ nha cả nhà. Đó cả nhà thấy chỗ trước mặt Dung không? Cái chữ màu xanh đó là ZQ. Nó nằm ở trong khu vực Chu Đông nha cả nhà. Thì cái trung tâm này nó cũng rất là lớn. Hôm bữa thì Dung có làm một cái video quay về cảnh Singapore chuẩn bị những cây thông Giáng sinh, thì có anh bạn YouTuber, anh có tên là Sài Gòn Xiên, anh có yêu cầu Dung là làm một cái video quay về những cái địa điểm ở khu vực Chu Đông, thì gồm có 5 địa điểm. 5 địa điểm này thì anh nhờ em quay, gồm có địa điểm thứ nhất là ZQ, địa điểm thứ hai là West Gate, địa điểm thứ ba là Jam, địa điểm thứ tư là IMM, địa điểm thứ năm là Big Box. Thì năm cái địa điểm này, năm cái khu trung tâm này nó cũng nằm gần gần nhau, khi mình đi bộ thì cũng có thể đi qua đi lại một cách rất là nhanh, đi bộ mất vài phút thôi không nhiều. Thì hôm nay em đang có mặt ở khu vực Chu Đông. Em đang đi lên cái khu này là ZQ. Em quay trên đây cho anh xem trước nha, và cũng như gửi đến khán giả và cả nhà xem cho vui. Thì ZQ em đang ở lầu 2. Lầu 2 này thì bán rất là nhiều quần áo cho dạng như tuổi teen thì mình thấy rất là nhiều nè. Đây là cái Daiso của người Nhật mới mở ở lầu 2 của ZQ. Trong đây thì bán đồ giá rẻ, bình dân. Khu này thì bán quần áo thì rất là nhiều. Thì hôm nay cũng nhân dịp Giáng sinh sắp về, Dung xin chúc đến cả nhà và anh thật nhiều sức khỏe và đón một mùa Giáng sinh thật an lành. Rồi bây giờ cả nhà cùng Dung đi một vòng ZQ nha, xem không khí nhộn nhịp ra sao nha. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please. I'm trying to get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please. I'm trying to get paid. I've been broke for 27 years. I ain't gone for 28. Bây giờ Dung đang ở trên lầu 3 của ZQ nha. Những người này đang xếp hàng để đợi vô trong nhà hàng nè. Ở lầu 3 này thì có cái chỗ để mà trượt patin nè, cả nhà thấy không? Đó, trượt patin. Thì trượt patin này thì Dung cũng có biết chơi, biết đi, nhưng mà đi không có rành mà không có đẹp thôi. Khu này thì trượt patin với lại chơi cái bóng này nè. Bóng này thì chơi bập kêu bằng bóng gì Dung không có biết, cả nhà nếu mà biết chơi bóng này là bóng gì thì comment cho Dung biết nha. Thì Dung thấy cái gì Dung quay cái đó cho cả nhà xem thôi, Dung thì không có rành lắm. Cả nhà cùng ngắm nha họ. Mấy người này người ta đi rất là điêu luyện, nhìn thấy rất là chuyên nghiệp. Ngày xưa Dung có đi cái patin này mà Dung tập đi á, té đầu gối bầm rất là nhiều. Những cái địa điểm mà anh Sài Gòn Xiên nhờ em quay á, thì có một cái địa điểm Big Box là không quay được nha anh. Tại vì Big Box bây giờ đang rào chắn lại. Em hồi nãy em có đi qua đó rồi, nhưng mà rào chắn lại đó, không có vô quay được. Tại vì
khu đó tính sửa chữa là cái gì đó. Ở đây có cái trang trí cái cây thông với lại hình búp bê dễ thương quá. Rồi bây giờ Dung đã đi ra khỏi ZQ rồi nha cả nhà, Dung sẽ chuẩn bị đi qua bên Quét Kiệt nha. Thì Dung đang đi băng qua ngã tư, đây là Quét Kiệt. Những cái con gấu này thì vẫn giữ nguyên vẹn lâu lắm rồi, cũng vẫn còn giữ nguyên. Những cái ghế để cho người đi đường ngồi nghỉ chân nè, vẫn còn giữ nguyên. Thì cũng Dung biết Singapore cũng rất là nhiều năm rồi, lấy chồng qua đây cũng 7-8 năm rồi, biết Singapore gom lại cũng mười mấy năm. Thì những cái ghế xanh này vẫn còn giữ nguyên khu vực Quét Kiệt này. Dung nói tiếng Anh thì không có chuẩn lắm cả nhà, nghe thông cảm nha. Dung thì tiếng Anh Dung chỉ được tới tầm này thôi. Bây giờ cả nhà cùng dạo một vòng Quét Kiệt nha. Đây là khu vực thứ hai Dung đến để quay cho anh Sài Gòn Xuyên xem, và cũng như khán giả và cả nhà cùng xem. Bây giờ Dung đã đi bộ ra ngã tư, Dung sẽ đi qua Chem. Bây giờ Chem này Dung vô trong nha cả nhà, thì Dung quay mé trong bên Chem coi có gì để cho cả nhà xem không ha. Thì không khí thì Dung thấy cũng rất là vui đó, đông người nè. Ở đây thì có bán những cái phần quà Giáng sinh nhìn rất là dễ thương. Đối diện ở bên kia là có cái xiềng thay phong của người Đài Loan đó cả nhà. Tiếng Hoa kêu bằng xiềng thay phong, trong đây người ta bán hắc cảo. Tiếng Hoa hắc cảo kêu là xèo lũng bao á cả nhà. Bây giờ Dung đi ra khỏi cái Chem này cả nhà, Dung sẽ chuẩn bị đi qua bên IMM nha cả nhà. Rồi Dung đã tới IMM rồi, cái chữ màu đỏ với màu xanh là IMM. Dung sẽ đi vô bên trong IMM xem IMM bây giờ ra sao ha, có đông vui hay không cho cả nhà xem nha. Đó, cái chữ IMM. Bây giờ Dung đã đi vào trong IMM rồi. Trước cửa IMM đi vô thì có trang trí những cái hình búp bê nè, cây thông rồi nè. Mấy em nhỏ thì thấy mấy cái hình này thì rất là thích luôn. Có mấy cái bong bóng mà dạng như người ta làm rất là đẹp luôn nè. Ở đây là cái cửa hàng bán ghế salon, trang trí nội thất. Ở đây bán rất là đẹp, Dung có lại đây mua một lần à. Đây là cái cửa hàng bán rượu, rượu với trà. Dung quay cho cả nhà xem một vòng nha. Rượu, trà rất là nhiều loại luôn nè. Tiệm này thấy cũng rất là lớn, rượu nhiều, đủ loại, muốn loại nào cũng có luôn này. Dung thấy rất là nhiều loại luôn. Mẫu dáng thì nhìn rất là đẹp.
Tết nhất tới nơi rồi thì ai có muốn mua rượu mua trà thì ở Singapore thì đến cái tiệm này Dung thấy bán cũng rất là nhiều nè, dễ mua. Đủ chất, nhìn ngăn nắp, nhìn rất là đẹp ha cả nhà. Bây giờ Dung đi xuống tầng dưới Dung xem coi có cái gì đông vui không, cả nhà cùng theo chân Dung nha. Dung thấy cũng đông đúc người đi, dạng như giống như là Giáng sinh tới rồi đó, Tết cũng sắp tới rồi. Cho nên không khí mọi người đi ăn uống mua sắm cũng rất là nhiều nè. Ở đây thì có bán mấy cái vali màu sắc thì nhìn cũng sáng nè, hợp cho tuổi teen nè. Nãy giờ đi thì tổng cộng là 4 địa điểm, địa điểm này địa điểm thứ tư, thấy địa điểm nào cũng đông vui ha cả nhà. Cả nhà ơi, video của Dung đến đây cũng xin được tạm dừng nha. Dung cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian xem video. Cả nhà yêu mến kênh Dung bấm đăng ký và like video. Nếu thấy video hữu ích chia sẻ cho bạn bè cùng xem, Dung cảm ơn rất là nhiều. Dung xin kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà mình ở video tiếp theo. Bye bye.